Anh huy động 6.000 đặc nhiệm chuẩn bị đối phó với nguy cơ bạo loạn Ông Zelensky sắp kéo NATO vào cuộc chiến quy mô lớn với Nga Tình báo Ukraine tin Nga sẽ tạm dừng tấn công Kharkov Mỹ cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về hậu quả mối quan hệ làm ăn với Nga Iran muốn phương Tây gây sức ép với Israel Xin chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Cảnh sát Anh cho biết hơn 100 cuộc tụ tập của phe cực hữu trong ngày 7 tháng 8 theo giờ địa phương và trải dài khắp nước Anh. Guardian dẫn nguồn tin an ninh cho biết cảnh sát Anh đánh giá nguy cơ diễn ra tụ tập biểu tình là đáng tin lực lượng này đang gấp rút chuẩn bị cho buổi tối tồi tệ nhất kể từ khi bất ổn bùng phát hồi tuần trước. Các mục tiêu nhiều khả năng liên quan đến các cơ sở tị nạn và di trú. Theo nguồn tin cảnh sát, 200 sĩ quan chống bạo động từ Sở Cảnh sát Trung tâm ở London sẽ đến tăng viện cho cảnh sát ở khu vực đại đô thị Manchester, Greater Manchester. Trong khi đó, các sĩ quan chống bạo động từ phía đông nam nước Anh sẽ đến phía đông bắc. Khoảng 6.000 cảnh sát đặc nhiệm chống bạo động đã được điều động một số được triển khai tại các địa điểm nhiều khả năng sẽ diễn ra biểu tình, số khác ở trong trạng thái sẵn sàng tăng viện. Nguồn tin của Guardian tiết lộ tình trạng tồi tệ nhất được cho là nhiều khả năng sẽ xảy ra ở phía Đông Bắc và Tây Bắc nước Anh. Thủ tướng Anh Keir Starmer, người đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng đầu tiên kể từ khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 4 tháng 7, đã cảnh báo những kẻ bạo loạn rằng họ sẽ phải đối mặt với án tù dài hạn và cam kết rằng Chính quyền nước này sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết để chấm dứt những đêm bất ổn liên tiếp, đặc biệt khi người hồi giáo và người tị nạn bị đe dọa bởi các đối tượng kích động và côn đồ cực hữu. Tuy nhiên, chiến thuật của cảnh sát Anh hiện tại chủ yếu là tránh can thiệp trực tiếp trừ khi có nguy cơ nghiêm trọng về tính mạng, được gọi là tránh xa, quan sát từ xa. Lực lượng cảnh sát Anh vốn có số lượng mỏng nhất châu Âu khi chỉ có 150.000 người bảo vệ 60,9 triệu người đã áp dụng phương pháp này do lo ngại về nhân lực. Dù các sĩ quan chuyên trách đã sẵn sàng nhưng hơi cay, đạn cao su và vòi rồng vốn là các biện pháp ứng phó điển hình ở nhiều quốc gia khác lại không phải là lựa chọn ưu tiên tại Anh. Nước Anh bị cuốn vào làn sóng bạo lực bùng phát khi ba bé gái bị sát hại trong một vụ tấn công bằng dao ở Tây Bắc nước Anh, gây ra làn sóng tin nhắn sai lệch trên mạng, xác định nhầm nghi phạm giết người là một người di cư theo đạo Hồi. Tại các thị trấn và thành phố các nhóm gồm vài trăm người bạo loạn đã đụng độ với cảnh sát và đập vỡ cửa sổ các khách sạn nơi những người xin tị nạn từ châu Phi và Trung Đông trú ngụ, hô vang đưa họ ra ngoài và dừng thuyền lại, ám chỉ những người đến Anh trên những chiếc thuyền nhỏ. Họ cũng ném đá vào các nhà thờ hồi giáo, gây hoảng sợ cho cộng đồng địa phương bao gồm cả các dân tộc thiểu số. Cho đến nay, ít nhất đã có 400 người bị bắt, 100 người bị buộc tội gây bạo loạn chính phủ ấn độ đã triệu tập một cuộc họp bao gồm đại diện tất cả các đảng phái để thông tin về tình hình bất ổn ở nước láng giềng bangladesh trong đó nội bộ ấn độ không loại trừ khả năng can thiệp nếu tình hình bangladesh tiếp tục xấu đi tại cuộc họp bộ trưởng ngoại giao ấn độ jashanka đã báo cáo tóm tắt về những diễn biến chính trị an ninh đang diễn ra tại bangladesh đồng thời bày tỏ sự đánh giá cao đối với sự đồng thuận mà nội bộ ấn độ đạt được xung quanh quan hệ với nước láng giềng ông Zai Sanka đã nhấn mạnh những nguy cơ tiềm tàng đối với ấn độ do ảnh hưởng từ tình hình bangladesh cuộc họp cũng đã thảo luận về các chiến lược của new delhi trong trường hợp có sự can thiệp từ bên ngoài vào tình hình bangladesh ông khẳng định rằng ấn độ đã chuẩn bị tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết nếu tình hình ở quốc gia láng giềng trở nên tồi tệ hơn nữa bộ trưởng ngoại giao ấn độ cũng thông báo tình hình hiện tại ở khu vực biên giới ấn độ bangladesh là ổn định và không có dấu hiệu đáng lo ngại ấn độ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình tại bangladesh đồng thời lực lượng quân đội được đặt trong trạng thái cảnh giác cao độ. Theo ông Jasanka, Ấn Độ cam kết hỗ trợ cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina và chính phủ của bà, sẵn sàng dành đủ thời gian cần thiết để xác định hướng đi trong tương lai. Chính phủ Ấn Độ cũng đã liên hệ với quân đội Bangladesh và sẽ có những hành động trong thời điểm thích hợp. Một ưu tiên khác của Ấn Độ là đảm bảo an toàn cho khoảng 20.000 công dân nước này đang sinh sống làm việc tại Bangladesh, bao gồm 8.000 sinh viên đang học tập tại đây. Phần lớn sinh viên đã trở về nước trong khi có khoảng 12.000 người khác, bao gồm các chuyên gia vẫn đang ở Bangladesh. Trong cuộc họp, lãnh đạo phe đối lập tại Hạ viện Ấn Độ, Rahul Gandhi, đã đặt câu hỏi về chiến lược dài hạn và ngắn hạn của Ấn Độ và khả năng có sự can thiệp của các lực lượng bên ngoài đối với tình hình bất ổn chính trị tại Bangladesh. Chính quyền Ấn Độ khẳng định mọi khía cạnh đều đang được đánh giá một cách kỹ lưỡng. Bangladesh hiện đang trải qua một giai đoạn chính trị bất ổn với việc Thủ tướng Hasina từ chức sau làn sóng biểu tình ngày càng gia tăng. Những cuộc biểu tình này chủ yếu do sinh viên phát động, yêu cầu chấm dứt hệ thống hạn ngạch trong việc tuyển dụng công chức và đã gia tăng thành các cuộc biểu tình chống chính phủ. Tổng thống Bangladesh quyết định giải tán quốc hội sau khi lãnh đạo phong trào sinh viên biểu tình đưa ra yêu cầu này. Ông Nahid Islam, một trong những lãnh đạo chủ chốt của phong trào sinh viên phản đối chính phủ, nói trong video đăng trên Facebook rằng quốc hội phải giải tán và yêu cầu người biểu tình hành động nếu tối hậu thư này không được đáp ứng, ông Shipruzaman, thư ký báo chí của tổng thống Bangladesh Mohammed Shahabuddin, sau đó thông báo tổng thống đã giải tán quốc hội. Động thái của người biểu tình diễn ra một ngày sau khi thủ tướng Sheikh Hasina từ chức và rời khỏi đất nước. Sau khi bà Hasina rời đi, người biểu tình xông vào phủ thủ tướng cũng như tòa nhà quốc hội, đập phá và mang đi nhiều vật dụng. Trong bài phát biểu trên truyền hình sau đó, Tư lệnh quân đội Waker Usman cho biết ông đang thảo luận với các đảng đối lập để thành lập chính phủ lâm thời. Các lãnh đạo phong trào biểu tình sinh viên yêu cầu để ông Muhammad Yunus, người từng đoạt giải Nobel Hòa Bình, trở thành cố vấn trưởng của chính phủ lâm thời. Asif Mahmoud, lãnh đạo chủ chốt của nhóm sinh viên chống phân biệt đối xử SAD, đăng trên Facebook rằng Chúng tôi tin tưởng vào tiến sĩ Yunus. Ông Yunus hiện ở Paris để thực hiện thủ thuật y khoa đơn giản. Phát ngôn viên của ông cho biết, ông đã đồng ý với yêu cầu của sinh viên để trở thành cố vấn trưởng của chính phủ lâm thời ông Yunus, 84 tuổi, cùng ba đồng nghiệp được trao Nobel Hòa bình năm 2006 vì giúp hàng triệu người dân ở vùng nông thôn Bangladesh thoát nghèo thông qua các khoản vay dưới 100 đô la Mỹ. Ông Yunus đã khởi xướng hình thức tín dụng vi mô. Tuy nhiên, ông Yunus bị tòa án Bangladesh truy tố vào tháng 6 vừa qua với cáo buộc tham ô, dù ông phủ nhận cáo buộc này. Đến nay, ông Yunus chưa đưa ra phản hồi về thông báo của những người biểu tình. Ngân hàng Thế giới World Bank đang đánh giá tác động từ các sự kiện xảy ra gần đây tại Bangladesh đến chương trình cho vay của tổ chức này. Thông báo được Ngân hàng Thế giới World Bank đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Bangladesh bà Sheikh Hasina từ chức và rời khỏi đất nước khi các cuộc biểu tình tại Bangladesh trở thành bạo loạn, khiến hàng trăm người thiệt mạng và bị thương. Trong thông báo, Ngân hàng Thế giới lấy làm tiếc trước tình trạng bạo lực và mất mát thương tâm đã xảy ra trong những tuần gần đây ở Bangladesh. Ngân hàng Thế giới bày tỏ hy vọng Bangladesh sớm đạt được một giải pháp nhanh chóng và hòa bình. Ngân hàng Thế giới khẳng định cam kết hỗ trợ nguyện vọng phát triển của người dân Bangladesh. Trước đó vào tháng 6 vừa qua, Hội đồng quản trị của Ngân hàng Thế giới đã phê duyệt hai dự án vay vốn trị giá tổng cộng 900 triệu đô la Mỹ, giúp Bangladesh tăng cường các chính sách tài khóa và tài chính, cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị, qua đó đảm bảo tăng trưởng bền vững và ứng phó tác động của biến đổi khí hậu. Ngân hàng Thế giới đã cam kết tài trợ cho Bangladesh tổng cộng 2,85 tỷ đô la Mỹ trong năm tài chính 2024. Quý vị, xung đột nga-Ukraine và những biến động của chính trường thế giới đang ngày càng trở nên phức tạp và căng thẳng nhiều hơn. Mặc dù cả hai bên đều nêu ra điều kiện hòa bình, nhưng đều rất khó khả thi. Trong bản tin hôm nay, mời quý vị đến ngay với phần cập nhật diễn biến nóng xoay quanh cuộc xung đột giữa nga và ukraine. Nhà phân tích Lucas Leyros thuộc trung tâm nghiên cứu địa chiến lược cảnh báo trong một bài báo cho InfoBrief rằng việc tổng thống ukraine Zelensky kêu gọi phương tây bắt đầu bán hạ tên lửa của nga trên bầu trời Ukraine sẽ dẫn đến một cuộc chiến quy mô lớn. Tài liệu viết, lời hung biện của Ukraine đòi hỏi những hành động có thể dễ dàng dẫn đến cuộc xung đột vượt khỏi tầm kiểm soát và vượt qua điểm không thể quay lại. Như nhà quan sát đã chỉ ra, ông Volodymyr Zelensky muốn sự căng thẳng gia tăng như vậy do sự thất bại không thể cứu vãn của quân đội Ukraine trên chiến trường. Hy vọng rằng bằng cách này hay bằng cách nào đó có thể kéo NATO vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Trước đó, ấn phẩm Chana.ua đưa tin ông Zelensky đang cố gắng thuyết phục các nhà lãnh đạo phương Tây bắt đầu bắn hạ tên lửa Nga trên lãnh thổ nước này. Bình luận về lời nói của ông Zelensky, thành viên Ủy ban các vấn đề quốc tế ở Sevastopol, Dmitry Belich cho rằng đó là một cái tát cho phương Tây. Kiev từ lâu đã gây sức ép lên các quốc gia phương Tây nhằm buộc họ phải can thiệp sâu hơn vào cuộc xung đột với Moscow. Tuy nhiên, Mỹ và đồng minh vẫn luôn chọn cách tránh đối đầu trực diện với người Nga. Ông Zelensky phát biểu trước báo giới vào cuối tuần trước rằng các quốc gia phương Tây luôn lo ngại về khả năng gia tăng xung đột với Nga. Chúng tôi không chấp nhận điều này. Nhà lãnh đạo này nói thêm, Kiev đang kêu gọi các đồng minh sử dụng máy bay quân sự tấn công tên lửa Nga nhắm vào Ukraine. Ông Zelensky đã đề xuất thiết lập vùng cấm bay tại Ukraine kể từ khi xung đột với Nga nổ ra. Các chuyên gia cho biết, đề xuất này có thể dẫn đến việc các thành viên NATO buộc phải tấn công máy bay Nga nếu bay qua không phận Ukraine. Ngoài ra, Ý tưởng về hệ thống phòng không ở Tây Ukraine đã được nhen nhóm vào tháng trước khi Kiev ký một thỏa thuận an ninh song phương với Warsaw, cũng như nỗ lực vận động sự ủng hộ từ các đồng minh phương Tây trước thượng định của các nhà lãnh đạo NATO tại Mỹ sắp tới. Chính phủ Ba Lan cho biết họ sẵn sàng đáp lại lời kêu gọi của Ukraine miễn là NATO chấp thuận. Tuy nhiên, một số thành viên NATO, bao gồm cả Mỹ, phản đối. Washington tin rằng thay vì can thiệp sâu vào xung đột tại Ukraine, việc cung cấp thêm hệ thống phòng không cho Kiev để nước này tự vận hành là cách tốt nhất để chống lại các đợt tấn công của Nga. Trong khi đó, phản ứng trước vấn đề này, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Sergei Shoigu cho biết, kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin đề xuất các điều khoản hòa bình vào hồi tháng 6, Ukraine đã mất 420 km vuông lãnh thổ và rất nhiều binh sĩ. Ông Shoigu nói thêm, cơ hội cho Ukraine đang thu hẹp dần, họ sẽ mất nhiều lãnh thổ hơn nếu tiếp tục trì hoãn đàm phán hòa bình. Ukraine nuôi ảo tưởng rằng châu Âu sẽ sắp xếp một hội nghị thượng đỉnh hòa bình khác, mà tại đó các vấn đề nội bộ của Ukraine sẽ được giải quyết. Nhưng điều này đang khiến người dân Ukraine phải trả giá đắt. Baba Yaga là tên gọi chung của quân đội Nga dành cho một số loại UAV ném bom của Ukraine. Những máy bay không người lái này mang theo loại bom nặng hơn nhiều so với các loại máy bay không người lái dân dụng nhỏ thường bay vào ban ngày nếu như những UAV mang bom nhỏ thường mang theo một quả lựu đạn cầm tay hoặc loại vũ khí có kích thước nhỏ, thì Baba Yaga có thể thả các quả mìn nổ chống tăng TM-62 nặng 9,5 kg vào các vị trí của đối phương. Do có kích thước lớn và động cơ rotor gây tiếng ồn, có thể nghe thấy từ khoảng cách hơn 1,6 km nên Baba Yaga dễ trở thành mục tiêu tấn công vào ban ngày. Vì vậy, Ukraine thường sử dụng UAV này vào ban đêm một số thông tin cho biết Baba Yaga rất khó bị gây nhiễu và để bắn hạ UAV này cần phải sử dụng súng phun lửa. Baba Yaga được trang bị các đĩa thu tín hiệu để thu sóng radio và thiết bị gấp để lấy một số vật phẩm của đối phương sau một cuộc tấn công. UAV này đã gây không ít e sợ cho quân đội Nga. Trong những tháng gần đây, Nga đã tìm ra những cách thức hiệu quả hơn để đối phó máy bay ném bom ban đêm của Ukraine. Các chiến thuật của Nga đã khiến Ukraine mất một số lượng lớn UAV-33 Yaga. Nhưng chuyên gia Michael Kaufman, thành viên cấp cao trong chương trình Nga và Á-Âu thuộc Quỹ Hòa bình Quốc tế các ghi ở Mỹ, cho rằng ngay cả khi chịu tỷ lệ tổn thất cao, 33 Yaga vẫn là một trong những máy bay không người lái tấn công hiệu quả nhất mà Ukraine có được. Hiện, các kỹ sư Ukraine đang nỗ lực làm việc để cải tiến vũ khí của máy bay không người lái và đưa công nghệ này lên một tầm cao mới bằng việc ứng dụng những tiến bộ về khoa học kỹ thuật tiên tiến. Tuần trước, kênh Telegram của quân đội Ukraine có tên là Van Gogh đã chia sẻ hình ảnh về UAV-33 Iaga bị bắn hạ mang theo một loại vũ khí có ký hiệu bk 30 s Dựa vào đặc điểm nhận dạng như các lỗ xung quanh mũi đạn và phần cánh có thể chuyển dịch được, các chuyên gia cho rằng đây là một loại vũ khí có dẫn đường. Điều này có thể tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc chiến UAV. Thông thường, các UAV mang bom phải thực hiện việc ném bom ngay phía trên mục tiêu ở độ cao thấp để đảm bảo độ chính xác. Van Gogh lưu ý, ngay cả khi thả từ độ cao 80m thì tỷ lệ trúng mục tiêu chỉ đạt khoảng 50%, nhưng bom dẫn đường có thể được thả từ khoảng cách xa hơn hoặc ở độ cao lớn hơn nhiều, giúp UAV tránh xa các hệ thống phòng thủ của đối phương. Đây cũng là chiến thuật mà máy bay ném bom của Nga sử dụng để thả bom lượn xuống cách vị trí Ukraine cách xa tầm 32km, để tránh tên lửa đất đối không. Giới phân tích cho rằng Ba Iga một khi mang bom dẫn đường có khả năng tấn công mục tiêu từ khoảng cách đáng kể, nằm ngoài tầm hoạt động của phương tiện gây nhiễu hoặc các tay súng bắn tỉa. Trang web Kat Uso cho rằng BK-30F là một loại bom dẫn đường được thiết kế để tấn công vị trí của lực lượng bộ binh và xe bọc thép hạng nhẹ. Bom sử dụng đầu đạn phân mảnh mạnh HE-FRAC. Theo Kat Uso, BK-30F có thể là biến thể của đầu đạn RK-30F của tên lửa chống tăng sách tay RK-3 Kosa do Ukraine sản xuất. RK-3 Kosa là loại tên lửa dẫn đường bằng chùm tia laser được thiết kế để xuyên thủng giáp hạng nặng và các công trình kiên cố. Chúng khác biệt so với tên lửa dẫn đường bằng đầu dò laser bán chủ động như Hellfire, trong đó người vận hành đặt một điểm laser vào mục tiêu và đầu dò tên lửa sẽ tự dẫn đến mục tiêu đó. Đối với RK-3 Kosa, chùm tia laser được sử dụng để truyền tín hiệu điều khiển đến tên lửa dựa vào vị trí mà người vận hành đặt đường ngắm. Nó có bộ thu laser ở phía sau để liên lạc với người vận hành thay vì nhìn vào mục tiêu ở phía trước. Đây là lý do mặt trước của tên lửa RK-3 Kosa không có cảm biến nào. Trong khi đó, chuyên gia quân sự Chen Telenko thì cho rằng BK-30F có thể sử dụng thiết bị dẫn đường bằng quang học. Hiện thông tin chi tiết về BK-30F vẫn còn là bí ẩn vẫn chưa rõ tầm bắn, độ chính xác cũng như sức mạnh đầu đạn của vũ khí này. Nhưng nhiều khả năng nó sẽ giúp gia tăng đáng kể khả năng sát thương và tính linh hoạt của Ba ba Iga và tiếp tục đặt ra nhiều thách thức lớn cho quân đội nga. Hãng Forbes Ukraine đưa tin chia sẻ tại trường kinh tế Kiev KSE, giám đốc tình báo quân sự Ukraine HUR Kirill Budanov nói rằng. Nga sẽ kết thúc cuộc tấn công ở Kharkov trong vòng 1 hoặc 2 tháng rưỡi nữa. Ông Budanov nhấn mạnh, sau khi tạm lắng, Nga sẽ cố gắng tấn công trở lại. Trong khi đó, Nga vẫn tiếp tục chiếm thêm các làng ở tỉnh Donetsk và tiến về các thị trấn như Chachovya và Pokrovsk, được cho là mục tiêu chính của Moscow trong thời gian gần đây. Tờ The Kiev Independent dẫn lời một nguồn tin trong cơ quan an ninh Ukraine, SBU rằng một máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất, FPV, của Ukraine đã phóng trúng một chiếc trực thăng tấn công Mi-28 của Moscow tại không phận tỉnh Kursk, Nga. Nguồn tin cho biết, chiếc FPV do Trung tâm Điều hành đặc biệt A của SBU điều hành đã bắn trúng cánh quạt đuôi của trực thăng và gọi đây là một hoạt động đặc biệt có 102 trong lịch sử quân sự của họ. Một số nhà quan sát ở Ukraine nhận định rằng đây là trường hợp đầu tiên FPV bắn trúng trực thăng giữa không trung. Nguồn tin cũng cho biết, SBU một lần nữa chứng minh được trình độ chuyên nghiệp, sáng tạo và đổi mới cao trong việc loại bỏ đối thủ, chúng tôi vẫn còn nhiều điều bất ngờ dành cho Nga. Trước đó, bộ quốc phòng Nga cũng tuyên bố lực lượng dự bị của nước này đã được triển khai đến biên giới Nga-Ukraine ở vùng Kursk. Block quân sự Deep State sau đó công bố hình ảnh được cho là những thiết bị quân sự Nga bị phá hủy tại vùng Kursk. Blogger Alexey Zemsop, người điều hành kênh Telegram Voenvoi cũng cho biết một máy bay trực thăng của Nga đã bị hư hại. Ông không nêu rõ loại máy bay, chỉ lưu ý rằng phi hành đoàn đã chuyển hướng và hạ cánh máy bay thành công phi hành đoàn còn sống và chiếc máy bay đã được đưa đi sửa chữa. Hiện tại tình hình trong khu vực tiếp tục cực kỳ căng thẳng. Các lực lượng vũ trang Ukraine tích cực sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để đạt được mục tiêu của mình. Trong số này có việc dùng drone để tấn công trực thăng Nga. Tuy nhiên, được trang bị hỏa lực cực mạnh, tấn công chính xác, tầm hoạt động rộng, trực thăng tấn công Mi-28N thường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đặc nhiệm và lính rủ Nga trong các hoạt động tác chiến. Các trực thăng Mi-28N phù hợp dùng để tấn công mặt đất hoặc hộ tống các đoàn xe quân sự Nga tại các điểm nóng. Nhiều lần, Mi-28N thực hiện chiến thuật đi săn tự do trên chiến trường, điều mà Nga đã rất thành công tại Syria. Giới phân tích quân sự cũng cho rằng, sức mạnh của dòng trực thăng tấn công Mi-28N là rất đáng nể. Chúng hoàn toàn có thể nằm cùng hàng trên biểu đồ sức mạnh các dòng trực thăng tấn công hàng đầu trên thế giới. Không giống như cuộc phản công vào năm ngoái của Ukraine, cuộc tấn công mùa hè của Nga không được thông báo trước. Giai đoạn ác liệt nhất của nó diễn ra ở khu vực Donbass và tỉnh Kharkov trong suốt 3 tháng qua. Đối mặt với tình trạng thiếu hụt vũ khí và nhân lực, Ukraine đang mất dần lãnh thổ kể từ khi thất thủ ở Arivka vào tháng 2 năm 2024. Hiện nay, mỗi ngày Kiev phải rút lui khoảng 1 km. Giao tranh ngày càng dữ dội dọc toàn bộ tiền tuyến. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Pokrovsk, một thị trấn với khoảng 60.000 người sinh sống trước khi xung đột nổ ra, đã trở thành mục tiêu chính của Nga. Cuộc tiến công của Nga đã diễn ra thành từng giai đoạn và dĩ nhiên cũng đối mặt với những tổn thất nhất định về lực lượng và phương tiện. Tuy nhiên, Nga đã xây dựng được một số chiến thuật hiệu quả, lực lượng áp đảo, bom lượn và ưu thế về đạn pháo với tỷ lệ 4-1 của Moscow đã góp phần phá hủy các vị trí của Kiev. Máy bay không người lái nhanh chóng gây nguy hiểm cho những con đường tiếp tế quan trọng, cách xa nơi giao tranh. Sergei một sĩ quan thuộc lữ đoàn 59 cho hay họ đang tấn công vào các điểm yếu của chúng tôi dọc toàn bộ tiền tuyến. Nga dường như đang nhắm vào các đơn vị của Ukraine có tinh thần chiến đấu kém, đồng thời sử dụng các chiến dịch tuyên truyền và đạn pháo để tiếp tục làm suy yếu họ. Lữ đoàn 59 đã trở thành mục tiêu cụ thể sau những chỉ trích công khai đối với các chỉ huy của lữ đoàn này về cách tiếp cận được cho là ung dung và chủ quan. Sự chỉ trích gia tăng vào cuối tháng 7 khi một nhóm binh sĩ thuộc lực lượng này bị bao vây ở Krasnohorovka cách Pokrovsk 35 km về phía đông nam mà không có lệnh rút lui. Sĩ quan từ Sikorsky nói rằng những lời chỉ trích trên là không công bằng. Một nguồn tin an ninh của Ukraine tại Pokrovsk nhận định hiện tại các chỉ huy đang phải quyết định giữa những gì khó khăn và cực kỳ khó khăn. Phần lớn nguyên nhân dẫn đến bước lùi của nước này là do Quốc hội Mỹ chỉ hoãn việc cung cấp vũ khí vào đầu năm nay. Tuy nhiên, vấn đề cấp bách nhất hiện nay là nhân lực và sự thất bại của chương trình huy động quân của Kiev. Theo nguồn tin trên. Tinh thần chiến đấu trong hàng ngũ của Ukraine đang suy giảm, mặc dù mức độ tùy thuộc vào từng lữ đoàn. Trên thực tế, các lữ đoàn như lữ đoàn tấn công số 3 hiện đang đóng quân xa hơn về phía Bắc, quanh Izum, thậm chí còn có quân dự bị để huy động. Tuy nhiên, 3 năm xung đột đã làm suy yếu những đơn vị giỏi nhất của họ. Một chỉ huy của lữ đoàn 24 gần đây chuyển từ New York tới Chashopja, hai trong số những khu vực nóng nhất của mặt trận cho biết. Các tiểu đoàn trong lữ đoàn của ông hiện đang chiến đấu với chỉ 20 người chưa bằng quy mô của một trung đội. Quân đội Ukraine đang giao tranh quyết liệt với lực lượng Nga tại khu vực Toresk, một thị trấn chiến lược nằm ở miền đông Ukraine. Thời gian qua, Nga đã tấn công không thương tiếc vào nơi này. Sau những đợt giao tranh, Toresk trở nên hoang tàn, sơ sát với những tòa nhà đổ nát trơ khung, nhiều ô tô bị cháy rụi do pháo kích nằm la liệt trên đường. Toresk đã trở thành mặt trận hàng đầu trong xung đột Nga-Ukraine. Theo giới chỉ huy và các nhà phân tích quân sự Ukraine, trong nhiều tháng, lực lượng Nga đã oanh tạc Chasovya, một thị trấn nằm về phía bắc Kostiantinovka. Trong bối cảnh ấy, giới chỉ huy Ukraine đánh giá rằng việc bảo vệ Toresk cũng như Chasovya có tầm quan trọng sống còn. Cụm thị trấn mỏ và làng mạc ở Toresk nằm rải rác dọc theo những ngọn đồi nên khó bị tấn công nhưng Ukraine vẫn chú trọng việc phòng thủ nơi đây. Lữ đoàn 24 lữ đoàn lâu đời nhất của quân đội Ukraine đã chốt giữ khu vực này trong suốt năm vừa qua. Nhưng vào tháng 5 năm 2024, lữ đoàn 24 được lệnh phải chuyển sang Chasovnya trong bối cảnh quân đội Nga tiến nhanh tới cửa ngõ thị trấn này. Đơn vị thế vào vị trí của lữ đoàn 24 tại Toresk sẽ là lữ đoàn cơ giới 41. Lực lượng đã làm nhiệm vụ bảo vệ Chasovnya khi quân Nga cố gắng tiến vào khu vực ngoại vi của thị trấn này. Bình sĩ lữ đoàn 24 cho biết họ đã nhận thấy dấu hiệu Nga sắp tấn công Toresk và cảnh báo giới chỉ huy chờ tiến hành luân chuyển binh sĩ vào thời khắc nhạy cảm này. Lúc luân chuyển các đơn vị quân sự là cực kỳ nguy hiểm cho bên thực hiện việc này vì các đơn vị luân chuyển sẽ phải mất thời gian để quen với địa hình mới và các đơn vị này dễ bị tấn công trong lúc luân chuyển. Hoạt động luân chuyển lần đó diễn ra trong vài tuần. Vào đầu tháng 6, Lữ đoàn 41 đã di chuyển từ Chasovia tới tiếp quản khu vực Toresk, còn lữ đoàn 24 bây giờ đã có mặt tại Chasovya. Bình sĩ Ukraine cho biết, vào thời điểm 2 ngày sau khi việc luân chuyển này kết thúc, quân đội Nga liền tấn công họ. Trung sĩ Ukraine Lyakovic nói, đưa chúng tôi rời khỏi đó, Toresk, là một sai lầm lớn. Gần như ngay lập tức, người ta nhận ra rằng lữ đoàn 41 không được chuẩn bị cho việc bảo vệ Toresk vì họ không thông thuộc địa bàn này theo nhiều binh sĩ thuộc các tiểu đoàn khác nhau của lữ đoàn này cho biết như vậy. Ngoài ra, viên lữ đoàn trưởng cũng bị chỉ trích là ban hành các mệnh lệnh không rõ ràng và không phản ứng kịp thời trước tình hình thường xuyên thay đổi. Jeff Hans Chokan, chỉ huy của một trung đội UAV tác chiến thuộc tiểu đoàn phòng vệ lãnh thổ 206 Ukraine dưới quyền chỉ huy của lữ đoàn 41 nói rằng tiểu đoàn này hứng chịu tổn thất do các mệnh lệnh bất hợp lý từ phía chỉ huy cấp cao của lữ đoàn 41. Georgi Tuka, cựu bộ trưởng Ukraine, đồng thời là cựu binh của tiểu đoàn 206 nói rằng lực lượng Ukraine gửi tới khu vực Toresk là quá ít và các đơn vị bộ binh hạng nhẹ tại đây được lữ đoàn 41 trao cho những mệnh lệnh vượt quá khả năng, từ đó dẫn tới những tổn thất đau đớn. Ukraine đã phải điều một số lữ đoàn mạnh nhất của mình tới ổn định tình hình ở Toresk, nhưng lực lượng này đã bị căng mỏng. Binh sĩ Ukraine cho biết chiến sự khốc liệt tại đây có thể khiến Kiev khó kỳ vọng giành lại quyền chủ động và khôi phục thế tiến công. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần trước cho biết, trục phía đông của cuộc giao tranh là nơi khó khăn nhất cho các lực lượng vốn bị áp đảo của nước này, hiện đang bị dàn mỏng dọc tiền tuyến kéo dài 1.000 km. Các nhà phân tích và các binh sĩ cho biết, Nga cũng đã lợi dụng việc thiếu liên lạc và phải xoay vòng lực lượng của Ukraine để có thể tiến công nhanh chóng ở một số khu vực, đặc biệt là quanh Pokrovsk và Toresk các cuộc tiến công gần đây của Nga đã khiến Ukraine mất cảnh giác sau những bước tiến chậm mà chắc của Moscow trong suốt mùa xuân. Nga tuyên bố sắp nhập khu vực Donbass vào tháng 9 năm 2022. Tổng thống Putin đã nêu rõ một trong những điều kiện tiên quyết để chấm dứt xung đột ở Ukraine là Kiev phải công nhận các khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia thuộc Nga. Trong cuộc báo cáo của Viện Dân Chủ Quốc gia và Viện Xã hội học quốc tế Kiev, 57% người Ukraine muốn đàm phán với Nga để chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, hơn 60% người dân Ukraine không sẵn sàng nhận bộ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình. Tổng thống Zelensky bày tỏ sự quan tâm đến việc mở các cuộc đàm phán với Moscow dựa trên kế hoạch hòa bình của ông và các hội nghị thượng đỉnh. Điện Kremlin không được mời tới hội nghị thượng đỉnh đầu tiên ở Thụy Sĩ vào tháng 6 năm 2024, cho biết nước này có thể sẽ cử một quan chức tới hội nghị thượng đỉnh thứ hai do Kiev tổ chức vào cuối năm nay. Những tiến triển gần đây về hỏa lực của Ukraine vẫn chưa tạo nên khác biệt trên chiến trường. Vào tháng 4 năm 2024, Quốc hội Mỹ cuối cùng đã thông qua gói hỗ trợ quân sự trị giá 60 tỷ đô la Mỹ bị trì hoãn từ lâu. Ngày 4 tháng 8, Tổng thống Zelensky thông báo các tiêm kích F-16 đầu tiên đã đến Ukraine và nhiều phương tiện này có thể sẽ được chuyển giao thêm vào cuối năm nay. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết nhân lực vẫn là vấn đề cấp bách nhất của Ukraine. Ông Franz Stefan Gadi, học giả cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, có trụ sở tại London cho biết, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến những tiến triển của Nga là việc Ukraine thiếu nhân lực chủ yếu là bộ binh. Ông Franz Stefan Gadi nói, điều chúng ta thấy hiện nay là Nga đang cố gắng khai thác điểm yếu này, cho rằng Kiev quá chậm chạp trong việc huy động thêm binh sĩ. Dù vậy, hàng chục nghìn tân binh Ukraine dự kiến sẽ hoàn thành khóa huấn luyện và được triển khai đến tiền tuyến trong những tuần tới. Gần đây, một thách thức lớn hơn cho Ukraine là phản ứng trước chiến lược mở rộng tiền tuyến của Nga với các cuộc giao tranh quanh Kharkov. Ông Robley, học giả cấp cao tại chương trình Á-Âu, thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại cho hay, Cuộc tấn công này đã kéo căng các lực lượng của Ukraine và khiến họ có ít binh sĩ dự bị hơn để đáp trả những bước tiến của Nga về phía Pokrovsk, Chachovia và Toresk. Chuyên gia Gadi cũng cho rằng những nỗ lực của Nga ở Donetsk sẽ tăng cường trong tháng này. Ông Gadi nói rõ ràng Nga đang cố gắng tiến công vào Kostiantynoka và đồng thời gọi thành phố này là một mục tiêu chính sau khi Chachovia thất thủ. Ông cho rằng các chỉ huy của Ukraine cần xem xét lại khái niệm phòng thủ chủ động được triển khai vào đầu năm nay nhưng sau đó đã sụp đổ. Chuyên gia Gadi nhận định, việc bảo vệ từng đất lãnh thổ Ukraine có thực sự tốt hơn không? Hay sẽ tốt hơn nếu rút lui khỏi một số vị trí dễ bị lộ? Theo ông, thậm chí cả khi điều đó có nghĩa là phải từ bỏ lãnh thổ, thì nó vẫn có thể giúp duy trì nguồn nhân lực hạn chế và cuối cùng có thể tăng cường khả năng phòng thủ. Nhà phân tích Gadi đặt câu hỏi: Câu hỏi chính là khi nào thì chiến tuyến này sẽ thực sự ổn định và đó là ở đâu? Khu vực Donetsk là trọng tâm trong cuộc tấn công mới của Nga, bắt đầu vào cuối năm ngoái nhưng đã tăng cường mạnh mẽ trong những tuần gần đây. Theo các quan chức Ukraine nhận định với Financial Times, mục tiêu chính trên chiến trường của Tổng thống Vladimir Putin năm nay là giành được nhiều lãnh thổ nhất có thể. Một quan chức cấp cao Ukraine cho hay các phong tuyến của chúng tôi đang cho thấy những rạn nứt. Ông cảnh báo các lực lượng của Nga đã đạt được thành công về mặt chiến thuật ở Donetsk và sẽ có thêm nhiều bước tiến mới nếu tình hình không thay đổi. Bên cạnh đó, những bước tiến của Nga cũng đảo ngược các thành quả Ukraine từng vất vả giành được vào năm ngoái. Theo nghiên cứu của Pasi Parunen thuộc nhóm Blackbird Group, một nhóm nghiên cứu quân sự nguồn mở tại Phần Lan, quy mô lãnh thổ quân đội Nga kiểm soát được từ đầu tháng 5 năm 2024, gần gấp đôi lãnh thổ quân đội Ukraine từng giành lại với cái giá đắt về lực lượng và trang thiết bị trong cuộc tấn công mùa hè cách đây một năm. Tuy nhiên, một số quan chức lạc quan cho rằng cuộc tấn công của Nga sẽ chậm lại khi tiến gần các thành phố lớn bởi các phòng tuyến của Ukraine đã vững chắc hơn. Một cuộc tấn công bất ngờ ngày 6 tháng 8 của lực lượng vũ trang Ukraine vào trong khu vực Kursk ở biên giới của Nga dường như cho thấy Kiev đang cố gắng lật ngược tình thế với Moscow. Động thái này, dù không được giới lãnh đạo Ukraine chính thức thừa nhận, nhưng đã khiến các nhà phân tích đặt câu hỏi về việc triển khai lực lượng vốn đã bị kéo căng trên lãnh thổ Nga. Trong tuần qua, quân đội Nga đã tiến 15 km vào trong thành phố Pokrovsk và các khu vực ngoại ô của Toretsk gần đó. Lực lượng Moscow cũng chiếm được một phần thị trấn New York và đang tiếp tục tiến công. Pokrovsk là một trung tâm hậu cần lớn của quân đội Ukraine và trở thành trụ cột trong việc bảo vệ phần còn lại của khu vực Donetsk, trong khi Toretsk và New York được ví như những bức tường thành chống lại các lực lượng của Nga từ năm 2014. Quân đội Nga hiện đang ở cách tuyến cao tốc T-0504, chỉ 5 km, tấn công dữ dội vào đây bằng pháo và UAV, đồng thời đe dọa các đứt tuyến đường quan trọng này. Các lực lượng của Moscow cuối tuần qua đã giành được một số khu vực của một quận ở phía đông Chasovya. Thành phố này đóng vai trò chiến lược nhờ vị trí địa lý ở một khu đất cao, đồng thời cũng là cửa ngõ để vào các thành phố quan trọng khác của Ukraine. Việc kiểm soát được bất kỳ thành phố nào trong những thành phố trên đều đe dọa các đường tuyến tiếp tế quân sự và quyền kiểm soát của Ukraine với phần còn lại của khu vực. Đặt các thành trì còn lại gồm Kostiantynivka, Druyskobka, Kramatorsk và Sloviansk vào tầm ngắm của Nga, ông Parunen nói. Nga đã xoay sở để giành được một số vị trí quan trọng trong tháng qua trong khi tình hình của Ukraine tại những hướng này đang ngày càng xấu đi. Các lực lượng của Ukraine đã giành lại khoảng 321 km vuông từ mùng 1 tháng 6 đến mùng 1 tháng 9 năm 2023, tức là trung bình khoảng 24 km vuông một tuần. Tuy nhiên, cuộc tấn công năm nay của Nga đã xóa sổ những thành quả này. Từ ngày mùng 3 tháng 5 đến mùng 2 tháng 8 năm nay, Nga đã chiếm được 592 km vuông, tức là hơn 45 km vuông một tuần chuyên gia người anh alexander merkoris nhận định rằng hệ thống phòng thủ của ukraine ở nam donbass có thể sụp đổ hoàn toàn ông nhấn mạnh tôi thấy rằng dường như ngày tháng phòng thủ của ukraine ở miền nam donbass đã sắp hết và cuộc khủng hoảng đang phát triển ở khu vực này có lẽ xét về mặt nào đó là nghiêm trọng nhất mà ukraine phải đối mặt theo chuyên gia này quân đội nga đang tiến gần hơn đến tuyến đường tiếp tế tiếp theo về phía tây kết quả là một cuộc khủng hoảng hoạt động lớn đối với lực lượng vũ trang Ukraine đang phát triển theo hướng này. Nhà phân tích người Anh kết luận, nếu toàn bộ lãnh thổ này sụp đổ, nếu Ukraine bị chiếm, nếu lực lượng vũ trang Ukraine bị bao vây, nếu tất cả các tuyến đường tiếp tế chính bị cắt, thì đó sẽ là thảm họa đối với Ukraine và tình hình có thể trở nên rất tồi tệ, không chỉ ở Ukraine, phía nam Donbass, mà cũng có thể trên toàn bộ chiến tuyến phía nam. Trước đó, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tuyên bố đã giành quyền kiểm soát một thành trì quan trọng của Ukraine ở phía đông Kirovo ở Donbass dựa trên việc sử dụng đường hầm dưới lòng đất. Hãng tin Sputnik của Nga đưa tin các thành viên nhóm chiến đấu Tersen đã bí mật sử dụng đường hầm dài hơn 3 km dọc theo kênh Sevesky Donetsk, sau đó tiến vào phía sau thành trì nơi có các hầm trú ẩn dưới lòng đất. Bộ Quốc phòng Nga bổ sung thêm, các binh sĩ đã thiết lập một tuyến đường tiếp tế qua đường hầm, cung cấp đạn dược, vũ khí và thực phẩm cho lực lượng tấn công. Bộ này nhấn mạnh yếu tố bất ngờ đã góp phần mang lại lợi thế cho quân đội Nga, một số binh sĩ Ukraine đầu hàng trong khi những người khác bỏ đồn và rút lui. Cuối tháng 5, một cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR nói với hãng thông tấn TASS rằng Kiev đã thực hiện động thái tăng viện cho quân đội tại một thành trì quan trọng là Chasovya, chốt phòng thủ của Ukraine ở Donbass, nằm trên kênh đào Sevesky Donetsk, Donbass. Thời điểm nói trên, Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine dự đoán rằng Nga sẽ tiếp tục tấn công ở Donbass và có lẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi Chasovnya nằm dưới sự kiểm soát của Nga. F-16 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư, hứa hẹn sẽ tăng cường khả năng phòng không của Ukraine, cũng như bổ sung vào phi đội tiêm kích cũ kỹ có từ thời liên xô của nước này. Một nguồn tin mới đây cho hay, theo yêu cầu từ phương Tây, Ukraine chưa được phép sử dụng tiêm kích F-16 tấn công vào lãnh thổ Nga, nhằm tránh để xung đột gia tăng mất kiểm soát. Thay vào đó, họ có thể dùng chúng để phòng thủ. Những chiếc tiêm kích F-16 vừa vào biên chế sẽ được sử dụng chủ yếu để đẩy lùi những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình của Nga. Bên cạnh đó là đánh chặn oanh tạc cơ Su-34 mang theo bom lượn. Thực tế trên cho thấy, các tiêm kích F-16 sẽ chủ yếu bổ sung cho các hệ thống phòng không mặt đất. Đây là điều dễ hiểu bởi việc tăng cường khả năng phòng thủ vẫn là ưu tiên số 1 đối với lực lượng vũ trang Ukraine. Nhưng trong tương lai, không loại trừ khả năng Ukraine sẽ mở rộng phạm vi tác chiến của F-16 khi vi đội thứ hai vào biên chế. Bởi thực tế cho thấy, phương Tây luôn kéo căng xung đột một cách từ từ. Điển hình như việc Kiev hiện đã được dùng tên lửa NATO bắn vào lãnh thổ Nga. Trong lúc này, không quân Ukraine đã có trong thành phần tác chiến tổng cộng 10 tiêm kích F-16 khi họ nhận thêm 4 chiếc F-16 ADF từ Mỹ kèm theo 6 chiếc F-16 MLU do Hà Lan chuyển giao. Cách đây ít hôm, theo tờ Wall Washington sẽ cung cấp cho Kiev tên lửa Ham, Amraam và Sidewinder cùng với các bộ dẫn đường. Tất cả những trang thiết bị này đang được quân đội Mỹ sử dụng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẽ cần ít nhất 128 chiếc F-16 để tạo sự khác biệt trên bầu trời vì không quân Nga vượt trội hơn rất nhiều so với không quân của Ukraine. Các quan chức Na Uy cho hay những chiếc máy bay này không phải là viên đạn bạc nhưng việc sở hữu loại vũ khí tầm xa này có thể giúp Ukraine giữ khoảng cách an toàn với máy bay Nga. Về phần mình, Moscow tuyên bố việc chuyển giao F-16 sẽ không thay đổi kết quả của cuộc xung đột. Một công ty tư nhân của Nga thậm chí còn trao thưởng 15 triệu rúp cho bất kỳ ai phá hủy máy bay đầu tiên do Mỹ sản xuất trong cuộc xung đột này. Trước đó, những giải thưởng tương tự đã được trao cho việc tiêu diệt thành công xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất. Cầu Krum dài 19 km bắc qua eo biển Kết là đường nối trực tiếp duy nhất giữa mạng lưới giao thông của Nga với bán đảo Krum khu vực thuộc Ukraine nhưng đã sáp nhập vào Liên bang Nga hồi năm 2014. Cây cầu hiện giữ vai trò vô cùng quan trọng đối với hoạt động cung cấp nhiên liệu, thực phẩm và các sản phẩm khác cho bán đảo Crimea, nơi trụ sở hạm đội Biển Đen của Nga đặt tại thành phố cảng Sevastopol. Theo ông George Barros, nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ở Washington, Mỹ, nếu cầu Crimea bị hư hại nghiêm trọng, nó sẽ tác động đáng kể đến hoạt động tiếp tế của Nga. Hãng tin Ukraine Ukraineform mới đây dẫn nguồn tin cho biết, Nga có thể đang xây thêm một cây cầu mới nằm gần cầu Crimea. Ukraineform đăng các bức ảnh được tung lên mạng mô tả là Nga đang xây công trình mới gần cầu hiện tại. Theo nguồn tin, cây cầu mới này được xây dọc theo cầu cũ và cọc đã được đóng xuống. Nga chưa bình luận về thông tin này, Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh hồi đầu tháng, Giám đốc Tình báo Quốc phòng Ukraine Kirill Budanov cho biết mọi công việc đang được tiến hành để phá hủy cầu cớt nối đất liền Nga với bán đảo Crimea mà Moscow sắp nhập vào năm 2014. Theo đó, Kiev nỗ lực lập kế hoạch phá hủy cầu với cách tiếp cận toàn diện. Các phương án gồm cả tấn công tầm xa, các quan chức cấp cao, gồm cả nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky, từng tuyên bố họ liên tục nỗ lực phá hủy cây cầu nối giữa bán đảo Crimea và vùng Krasnodar là do nó có giá trị hậu cần đáng kể đối với quân đội Nga. Kể từ khi xung đột Ukraine gia tăng vào năm 2022, Kiev cũng từng cố gắng phá hủy cây cầu bằng cách sử dụng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp, máy bay không người lái chứa thuốc nổ hoặc xe chứa thuốc nổ. Trong các lần đó, cầu bị hỏng hai lần, cả hai lần đều có người thiệt mạng. Gần nhất, hồi tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắn hạ 10 tên lửa Atak MS do Mỹ cung cấp đang bay theo quỹ đạo hướng tới cầu Krum. Moscow nhiều lần lên án việc phương Tây chuyển giao vũ khí cho Kiev, cho rằng điều này chỉ kéo dài cuộc xung đột và khiến các nước phương Tây trở thành một bên tham chiến. Các quan chức Nga cũng cho rằng Kiev ngày càng đẩy mạnh chiến dịch phá hoại và ném bom do thất bại trên chiến trường. Vào tháng 4, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, giữa những thất bại ở tiền tuyến, Kiev đang nỗ lực chiếm giữ các vùng lãnh thổ biên giới, tấn công các khu vực hòa bình, sử dụng hệ thống tên lửa phóng nhiều lần, tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng, cố gắng tấn công bằng tên lửa vào cầu Crimea và cả bán đảo. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn bài viết trên Telegram của quyền thống đốc Kursk Alexei Siminov như sau. Tình hình hiện nay ở các khu vực biên giới của Kursk rất khó khăn. Tôi quyết định áp đặt tình trạng khẩn cấp ở Kursk để loại bỏ hậu quả của cuộc xâm nhập của lực lượng đối phương. Người đứng đầu tỉnh Kursk cho biết nhà chức trách địa phương cũng đã lập văn phòng tác chiến và các cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp đã được chuyển sang chế độ hoạt động tăng cường 24 giờ. Trước đó, quân đội Ukraine đã thực hiện một cuộc đột kích quy mô lớn vào vùng Kursk của Nga trong thủng biên giới ở nhiều địa điểm. Cuộc tấn công tập trung vào thị trấn Sút cách biên giới 9 km. Theo chính quyền địa phương, hàng nghìn người đã được sơ tán khỏi các khu vực biên giới. Tổng thống Putin cáo buộc Ukraine có hành động thách thức lớn sau khi tới 1.000 binh sĩ Ukraine và nhiều khí tài hạng nặng gồm cả 11 xe tăng, 20 xe bọc thép chở quân do Mỹ sản xuất vượt biên giới gần Sút Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, Cơ quan an ninh liên bang nga FSB và lực lượng bảo vệ biên giới nga đã đẩy lùi cuộc tấn công và loại bỏ 16 xe bọc thép của ukraine, gồm 6 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh, 4 xe bọc thép chở quân, 3 xe chiến đấu bọc thép Kozak và 1 xe kỹ thuật. Theo BBC, các cuộc xâm nhập vào lãnh thổ nga cực kỳ hiếm kể từ khi moscow mở hoạt động quân sự ở ukraine. Bình luận về thông tin trên, thư ký báo chí nhà trắng karin jean nói chúng tôi sẽ liên hệ với quân đội Ukraine để tìm hiểu thêm về mục tiêu của họ. Theo trang web của Nhà Trắng, whitehouse.gov, bà Jean Pierre lưu ý rằng Mỹ ủng hộ các hành động hợp lý của Ukraine nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của lực lượng Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cũng nói rằng Washington đang liên lạc với Kiev về vấn đề này. Ông nói, thật hơi quá khi họ gọi đó là hành động khiêu khích vì Nga đã vi phạm toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine. Người phát ngôn này nhấn mạnh rằng không có gì thay đổi trong chính sách của Mỹ đối với việc Ukraine sử dụng các hệ thống vũ khí do Mỹ cung cấp. Từ tháng 5, Washington đã cấm ép sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công sang biên giới Nga. Trả lời phỏng vấn của tờ Financial Times, một quan chức cấp cao của Bộ Thương mại Mỹ cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải gánh chịu hậu quả nếu tiếp tục bán cho Nga các thiết bị quân sự có nguồn gốc từ nền kinh tế số một thế giới. Theo tờ Financial Times, Washington ngày càng lo ngại thành viên NATO này sẽ trở thành nơi trung chuyển các thiết bị điện tử do phương Tây sản xuất, bao gồm bộ xử lý, thẻ nhớ và bộ khuếch đại đến Nga. Mỹ cho rằng các thiết bị vận chuyển đến sẽ được sử dụng để sản xuất tên lửa và máy bay không người lái phục vụ cho quân đội Nga. Ông Matthew Asarot Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Mỹ gần đây đã gặp các quan chức và giám đốc điều hành Thổ Nhĩ Kỳ tại Ankara và Istanbul như một phần của nỗ lực ngăn chặn hoạt động trên. Ông Asarut nói với Financial Times rằng thông điệp của Mỹ là Thổ Nhĩ Kỳ phải nỗ lực hơn nữa để hạn chế hoạt động buôn bán chip có nguồn gốc từ Washington sang Nga. Quan chức Mỹ khẳng định đây là vấn đề cấp bách và cáo buộc Moscow đang cố gắng lợi dụng chính sách thương mại của Thổ Nhĩ Kỳ để tiếp cận các thiết bị và linh kiện của Mỹ. Bộ Thương mại Mỹ trước đó đã đưa 18 công ty Thổ Nhĩ Kỳ vào danh sách thực thể vì bị cáo buộc cung cấp hàng hóa lưỡng dụng cho Nga. Các công ty Mỹ hiện cần phải có giấy phép đặc biệt để bán hàng hóa nhạy cảm cho các thực thể nằm trong danh sách. Quan chức Mỹ cho biết sẽ có thể có nhiều biện pháp hơn như thế trong tương lai, trừ khi và cho đến khi các nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ có tiến triển. Hồi tháng 3 năm nay, Washington và Ankara đã thống nhất về kế hoạch cho phép các công ty Thổ Nhĩ Kỳ giao dịch với các đối tác Nga trong khi tuân thủ các lệnh trừng phạt đối với nước này. Theo tờ Hurrijet, Mỹ trước đây đã ngay lập tức trừng phạt các công ty Thổ Nhĩ Kỳ có hoặc bị cáo buộc có quan hệ thương mại với Nga ngay cả khi không thông báo cho Ankara hoặc đề nghị điều tra. Theo kế hoạch tuân thủ lệnh trừng phạt này, Mỹ sẽ thông báo cho Thổ Nhĩ Kỳ về các công ty có khả năng chịu lệnh trừng phạt của Washington và đề nghị cung cấp thông tin liên quan. Đến lượt mình Ankara sẽ tiến hành một cuộc điều tra về những vi phạm bị tình nghi và báo cáo kết quả. Mặc dù là thành viên NATO, Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối tham gia các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga, duy trì cả mối quan hệ kinh tế và ngoại giao với Moscow, đồng thời theo đuổi việc phát triển quan hệ ngày càng sâu sắc hơn. Theo truyền thông châu Âu, các chính phủ thành viên Liên minh châu Âu đã phê duyệt khoản thanh toán thường xuyên đầu tiên cho Ukraine là 4,2 tỷ euro, tương đương 4,58 tỷ đô la Mỹ, trong số 50 tỷ euro mà EU đã dành để hỗ trợ tài chính cho Kiev. Khoản tiền này sẽ được cung cấp dưới dạng tiền vay và tài trợ sau khi Ukraine đáp ứng các điều kiện giải ngân bao gồm cải cách quản lý tài chính công, quản trị doanh nghiệp nhà nước, môi trường kinh doanh, năng lượng và giả phá bom mìn. Hồi giữa tháng 7, theo EU, trong số những cải cách mà Ukraine đã thực hiện thành công, có thông qua luật mới về chuyển đổi cục an ninh kinh tế Ukraine. Chức năng của cơ quan này sẽ bao gồm chống trốn chốn thuế và tội phạm kinh tế cũng như bổ nhiệm người đứng đầu các doanh nghiệp nhà nước dựa trên kinh nghiệm quản lý của họ. Các quy định sẽ do một ủy ban gồm 6 thành viên, với một nửa trong số đó là các chuyên gia quốc tế đưa ra. Thông cáo báo chí của Ủy ban châu Âu EC nêu rõ, Ukraine đã thông qua những thay đổi về mặt lập pháp nhằm áp dụng các tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp gần hơn với các tiêu chuẩn quốc tế, kể cả việc xác định rõ ràng quyền hạn của ban giám sát tại các doanh nghiệp nhà nước. Thời điểm đó, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen nhấn mạnh EU sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine miễn là điều đó cần thiết. Tổng cộng, Ukraine sẽ nhận được tới 50 tỷ euro trong giai đoạn 2024-2027 như một phần của chương trình hỗ trợ tài chính, song không có viện trợ quân sự phần lớn số tiền được cung cấp dưới hình thức tín dụng, các khoản viện trợ chỉ ở mức 13 tỷ euro, tương đương 14,2 tỷ đô la Mỹ. Cho đến nay, Ukraine đã nhận được 6 tỷ euro tiền tài trợ Bắc Cầu, Bridge Financing và 1,9 tỷ euro tiền tài trợ trước từ quỹ này. Các tổ chức của EU là nhà tài trợ lớn về hỗ trợ tài chính cho Ukraine đã cung cấp 37 tỷ euro cho Ukraine. Tuy nhiên, Mỹ hiện là nhà tài trợ lớn nhất với khoảng 75 tỷ euro và hỗ trợ quân sự hơn 51 tỷ euro. Trước đó, Hungary đã ngăn chặn ba khoản viện trợ trị giá 500 triệu euro riêng biệt thuộc quỹ cơ sở hòa bình châu Âu EFF cũng như 5 tỷ euro tương đương 5,4 tỷ đô la Mỹ được phân bổ cho quỹ hỗ trợ Ukraina của EFF. Budapest đã phê duyệt việc cấp tiền mặt cho quỹ hỗ trợ Ukraina vào tháng 3 nhưng hiện từ chối ký vào các tài liệu cần thiết để giải ngân viện trợ. Vào tháng 7, Hungary đã ngăn Liên minh châu Âu EU hoàn tiền cho các quốc gia thành viên đã viện trợ vũ khí cho Ukraina cho đến khi Kiev bỏ lệnh cấm vận chuyển dầu đối với công ty năng lượng Lukoil của Nga. Đài ABC News mới đây đưa tin, Phó tổng thống Mỹ, bà Kamala Harris chính thức giành đa số phiếu ủng hộ của các đại biểu trong cuộc bỏ phiếu trực tuyến của Đảng Dân chủ nhằm chọn ứng viên đại diện ra tranh cử tổng thống. Theo thông cáo của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ (DNC), cuộc bỏ phiếu kết thúc vào tối mùng 5 tháng 8 theo giờ địa phương và kết quả vẫn cần được thông qua bởi thư ký đại hội là ông Jason Rê. Theo DNC, bà Harris đã nhận được 4.567 phiếu ủng hộ của các đại biểu. Theo thông cáo chung của Chủ tịch Đảng Dân Chủ Jaime Harrison và Chủ tịch Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ Minion Moore, với sự ủng hộ của 99% đại biểu tham gia bỏ phiếu trực tuyến, Phó Tổng thống Harris đã có động lực lịch sử trong khi chúng tôi đang tiến hành các bước cuối cùng nhằm chứng nhận bà ấy là ứng cử viên của đảng quyết định hồi cuối tháng 7 của Tổng thống Joe Biden khi tạm dừng chiến dịch tái tranh cử và trao ngọn đuốc cho bà Harris vào thời điểm muộn như vậy là điều hầu như chưa từng có trong lịch sử chính trị hiện đại. Việc bà Kamala Harris tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng được đánh giá đã thổi năng lượng và sự phấn khởi vào một đảng dân chủ vốn bị ảnh hưởng bởi cuộc đấu đá nội bộ trong nhiều tuần về tuổi tác của ông Biden, khả năng lãnh đạo thêm 4 năm nữa và các con số thăm dò giảm mạnh. Hiện tại, dù bà Harris đang bám đuổi xích sao ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump trong các cuộc thăm dò, nhưng để bà đắc cử, đó không phải là chuyện dễ. Theo báo Financial Times, ngay cả những thành viên Đảng Dân Chủ lạc quan nhất cũng thừa nhận bà Harris phải đối mặt với con đường treo leo nếu bà muốn đánh bại ông Trump vào tháng 11 tới. Trước đó, New York Times cũng nhận định nếu bà Harris chính thức trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ thì cũng sẽ không dễ đánh bại ông Trump bên Đảng Cộng Hòa. Bởi lẽ tuổi tác của ứng cử viên không phải là mối quan tâm duy nhất mà cử tri nêu ra. Phần lớn cử tri cho rằng hệ thống kinh tế và chính trị trong nước đang gặp vấn đề và rằng họ rất quan ngại về kinh tế và nhập cư. Trong các cuộc thăm dò, cử tri cho biết họ đang tìm kiếm sự thay đổi. Liên quan đến diễn biến xung đột ở Trung Đông, chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Mới đây, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Ai Cập và Jordani để trao đổi về tình hình Trung Đông. Khi điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao, Di Cư và các vấn đề kiều dân Ai Cập Bad Abdelati, ông Vương Nghị cho rằng vụ ám sát nhà lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran đã đẩy tình hình khu vực vào tình thế nguy hiểm hơn. Ông tuyên bố Trung Quốc kiên quyết phản đối và lên án mạnh mẽ hành động này, cho rằng vụ ám sát đã vi phạm các nguyên tắc cơ bản của Hiến trương Liên Hợp Quốc xâm phạm chủ quyền và phẩm giá của Iran, phá hoại nghiêm trọng các nỗ lực thúc đẩy hòa bình và khiến lệnh ngừng bắn ở Gaza ngày càng trở nên khó đạt được. Theo ông Vương Nghị, hành động đáp trả sẽ dẫn đến một vòng luẩn quẩn và việc lấy bạo lực đáp trả bạo lực sẽ chỉ làm trầm trọng thêm mâu thuẫn. Ông cho rằng không nên có tiêu chuẩn kép trong cuộc xung đột ở Gaza. Ông đã đề xuất sáng kiến 3 bước để giải quyết cuộc xung đột, gồm đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện, thúc đẩy quản trị Gaza sau xung đột theo nguyên tắc người Palestine quản lý Palestine và thực hiện hiệu quả giải pháp hai nhà nước. Ông Vương Nghị cũng lưu ý rằng Trung Quốc sẽ tăng cường đoàn kết với các nước Ả Rập, nỗ lực cùng với các bên tránh để tình hình gia tăng và xấu đi. Về phần mình, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Abdelaty bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của Ai Cập về tình hình gia tăng ở Gaza, đồng thời cho rằng vụ ám sát ông Hanie đã khiến việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn trở nên khó khăn hơn thậm chí có khả năng dẫn đến một cuộc xung đột toàn diện trong khu vực. Theo ông, khu vực này không thể chịu đựng thêm xung đột và bất ổn nữa, đồng thời hy vọng duy trì phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc để ngăn chặn tình hình leo thang hơn nữa. Ngoại trưởng Vương Nghị cũng đã có cuộc điện đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và kiều dân Jordani, Ayman al-Safadi. Ông cho rằng vụ ám sát đã phá hoại tiến trình đàm phán ngừng bắn ở Gaza và khiến tình hình khu vực căng thẳng. Theo ông, chìa khóa để tránh tình hình xấu đi và gia tăng là sớm đạt được lệnh ngừng bắn đầy đủ và lâu dài ở Gaza và cộng đồng quốc tế có tiếng nói nhất quán hơn và tập hợp thành lực lượng chung về vấn đề này. Ông Vương Nghị khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng duy trì liên lạc và phối hợp với Jordani để cùng thúc đẩy các bên liên quan xuất phát từ Đại cục Hòa bình, ngừng các hành động làm leo thang tình hình và sớm nối lại đàm phán ngừng bắn. Trung Quốc sẽ tiếp tục sát cánh cùng các nước Ả Rập ủng hộ mọi nỗ lực có lợi cho việc đạt được lệnh ngừng bắn lâu dài và đầy đủ ở Gaza, tránh leo thang xung đột và đối đầu hơn nữa, thúc đẩy tình hình ở Trung Đông nhanh chóng hòa hoãn. Trong khi đó, ông Safadi cho rằng vụ ám sát thủ lĩnh Hamas đã làm gia tăng căng thẳng ở Trung Đông và khiến tình hình trở nên vô cùng nguy hiểm. Theo ông, cộng đồng quốc tế cần hành động ngay lập tức để tránh xung đột, ngăn chặn các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, sớm đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza và cuối cùng là thực hiện việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập thông qua giải pháp hai nhà nước. Ông Safadi cho biết Jordany sẵn sàng duy trì liên lạc với Trung Quốc, đồng thời kỳ vọng và tin tưởng rằng Trung Quốc sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trong việc thúc đẩy lệnh ngừng bắn và chấm dứt xung đột ở Gaza. Theo một cuộc thăm dò toàn quốc công bố, lần đầu tiên trong những năm gần đây, đa số người Mỹ phản đối điều binh sĩ đến bảo vệ Israel nếu nước này bị các nước láng giềng tấn công. Theo tờ Washington Post, cuộc khảo sát của Hội đồng Chicago về vấn đề toàn cầu cho thấy tỷ lệ phản đối là 55%, trong khi có 41% ủng hộ động thái này. Những người theo Đảng Cộng Hòa có xu hướng ủng hộ động thái này nhiều hơn, trong đó 55% nói rằng họ ủng hộ điều binh sĩ bảo vệ Israel, trong khi có 35% người theo Đảng Dân Chủ và người không theo Đảng nào ủng hộ điều binh sĩ. Kết quả khảo sát này được đưa ra khi có nhiều mối đe dọa đang bổ vây Israel, trong đó có mối đe dọa từ Iran, nước tuyên bố sẽ trả đũa vụ ám sát thủ lĩnh chính trị của Hamas là Ismail Haniyeh. Ngoài ra, Israel còn đối mặt với mối đe dọa khi các cuộc giao tranh với Hezbollah ở biên giới phía bắc với Liban có thể biến thành cuộc xung đột toàn diện. Cuộc thăm dò nói trên được thực hiện trực tuyến trước vụ ám sát ông Haniyeh và trước khi Iran đưa ra tuyên bố đáp trả. Khảo sát này được thực hiện với 1.056 người Mỹ trưởng thành với tỷ lệ sai số là cộng hoặc trừ 3,2 điểm phần trăm. Cuộc thăm dò của Hội đồng Chicago cho thấy tỷ lệ người Mỹ ủng hộ điều binh sĩ đến bảo vệ Israel đã giảm kể từ khi cuộc xung đột ở Gaza nổ ra, mặc dù không rõ liệu xu hướng giảm này có liên quan cụ thể đến cuộc xung đột ở Gaza hay không. Tỷ lệ người Mỹ ủng hộ điều binh sĩ đến bảo vệ Israel nếu các nước láng giềng tấn công nước này 41% là thấp nhất kể từ khi Hội đồng Chicago bắt đầu đặt câu hỏi tương tự vào năm 2010. Năm đó, 47% người Mỹ cho biết họ ủng hộ điều binh sĩ bảo vệ Israel. Vào năm 2012, 49% ủng hộ động thái này và vào năm 2014, 45% ủng hộ. Trong năm 2015, 2018 và 2021, tỷ lệ ủng hộ là 53%. Cuộc thăm dò của Hội đồng Chicago cũng cho biết có 56% người Mỹ phản đối điều động binh sĩ Mỹ nếu Iran tấn công Israel, trong khi 42% ủng hộ sử dụng binh sĩ trong tình huống này. Việc sử dụng binh sĩ Mỹ trên bộ để bảo vệ Israel trước đối phương gần đây chưa được đề cập nhiều, nhưng dù sao, đây cũng là một vấn đề nhạy cảm đối với công chúng Mỹ khi Mỹ xây dựng một bến tàu nổi ngoài khơi giải Gaza để chuyển thêm viện trợ cho người dân Palestine. Chính quyền Mỹ đã nói rõ rằng sẽ không có binh lính Mỹ nào có mặt trên bộ ở Gaza. Kết quả cuộc thăm dò trên cùng với các cuộc thăm dò khác cho thấy công chúng Mỹ tỏ ra không hài lòng với Israel. Theo một cuộc thăm dò của Gallup công bố vào tháng 3, hầu hết người Mỹ không tán thành hành động quân sự của Israel, trong đó 55% không tán thành và 36% tán thành. Trong những tuần gần đây, Israel và Hamas thông qua các bên trung gian, bao gồm Mỹ và Qatar, đã tiến triển trong đàm phán một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột và trao trả các con tin vẫn đang bị giam giữ ở Gaza. Tuy nhiên, thỏa thuận vẫn chưa đạt được và việc sát hại ông Haniye có thể khiến các cuộc đàm phán đi chệch hướng. Về phần mình, Israel đang tích cực chuẩn bị mọi mặt để đối phó với cuộc tấn công trả đũa của Iran và các lực lượng thân Iran. Bộ Ngoại giao Israel đã phát hành một tài liệu cho tất cả các đại sứ quán nước này trên toàn thế giới để sẵn sàng đưa ra phản ứng trong trường hợp Israel đáp trả các cuộc tấn công của Iran và lực lượng Hezbollah ở Liban. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh cả Iran và Israel đều nên tránh gia tăng xung đột ở Trung Đông. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ cũng cho hay cam kết của Mỹ đối với an ninh của Israel là tuyệt đối, nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục bảo vệ Israel trước các cuộc tấn công của đối phương. Theo hãng tin AFP, vừa qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng nước này quyết tâm loại bỏ tân lãnh đạo chính trị Hamas, Yahya Sinwa, người vừa được bổ nhiệm thay thế lãnh đạo Ismail Haniyeh bị ám sát hồi tuần trước. Ông Netanyahu nói, chúng tôi đã chuẩn bị cả về mặt phòng thủ và tấn công. Trong một phát biểu trên X, tên cũ là Twitter, Ngoại trưởng Israel, Israel Kass nói rằng, việc bổ nhiệm ông Yahya Sinwa làm lãnh đạo mới của Hamas, thay thế ông Ismail Haniyeh, một lần nữa là lý do thuyết phục để nhanh chóng loại trừ ông ta và xóa sổ tổ chức này khỏi trái đất còn người phát ngôn lực lượng phòng thủ Israel IDF chuẩn đô đốc Daniel Hagari tuyên bố trên kênh tin tức Al Arabiya rằng ông Sinoa là kẻ khủng bố nhân vật chịu trách nhiệm cho vụ tấn công khủng bố thảm khốc nhất lịch sử. trong khi đó tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel trung tướng Haji Halevi tuyên bố lực lượng Israel sẽ tìm ra ông Sinoa tấn công ông này và buộc Hamas phải thay lãnh đạo mới. lời cảnh báo của Israel được đưa ra trong bối cảnh Israel đang chờ đợi một đòn trả đũa tiềm tàng từ Iran và các lực lượng thân Iran sau cái chết của lãnh đạo chính trị Hamas Haniyeh mà Iran cho là bị Israel ám sát. Về phần tân lãnh đạo chính trị Sinoa, Israel coi ông này là kẻ chủ mưu đứng sau vụ tấn công của Hamas vào lãnh thổ Israel vào tháng 10 năm ngoái. Một thành viên cấp cao của Hamas nói với AFP rằng việc Hamas lựa chọn ông Sinoa làm lãnh đạo chính trị đã gửi đi một thông điệp rằng nhóm này sẽ tiếp tục con đường kháng cự. Phòng trào hẹo Bola ở Liban chúc mừng ông Sinoa và gọi đây là thông điệp cho thấy đối phương thất bại trong việc đạt được mục đích khi ám sát các thủ lĩnh và nhân vật cấp cao, cao của Hamas. Ở diễn biến liên quan, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Iran sẽ không im lặng trước những hành động chống lại lợi ích và an ninh của nước này. Ông Pezeshkian đưa ra tuyên bố trên trong cuộc điện đàm ngày 7 tháng 8 với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng sau vụ thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát tại Tehran vào tuần trước. Truyền thông Iran dẫn lời ông Pezeshkian cho biết, tại cuộc điện đàm, tân Tổng thống Iran nêu rõ, nếu Mỹ và các nước phương Tây thực sự muốn ngăn chặn xung đột trong khu vực, họ buộc phải gây sức ép để Israel chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, ngừng các cuộc tấn công tại giải Gaza. Cùng ngày, quyền ngoại trưởng Iran Ali Bagri Kani đã trao đổi quan điểm về vụ ám sát ông Haniye với hai người đồng cấp Anh và Áo. Trong cuộc điện đàm với ngoại trưởng Anh, ông Kani cáo buộc những hành động của Israel là nguyên nhân gây ra bất ổn trong khu vực. Về phần mình, Ngoại trưởng Anh Lamy cho rằng vụ ám sát ông Haniye là bước thụt lùi trong nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza. Ông kêu gọi Iran tự kiềm chế, đồng thời cảnh báo hậu quả thảm khốc sẽ xảy ra nếu các bên liên quan không kiềm chế. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Iran sẽ không im lặng trước những hành động chống lại lợi ích và an ninh của nước này. Ông Pezeshkian đưa ra tuyên bố trên trong cuộc điện đàm vào ngày mùng 7 tháng 8 với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng sau vụ thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát tại Tehran vào tuần trước Truyền thông Iran dẫn lời ông Pezeskian cho biết tại cuộc điện đàm tân tổng thống Iran nêu rõ nếu Mỹ và các nước phương Tây thực sự muốn ngăn chặn xung đột trong khu vực họ buộc phải gây sức ép để Israel chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn ngừng các cuộc tấn công tại giải Gaza. Cùng ngày quyền Ngoại trưởng Iran Ali Bagheri Kani đã trao đổi quan điểm về vụ ám sát ông Haniye với hai người đồng cấp Anh và Áo. Tại các cuộc điện đàm riêng rẽ với Ngoại trưởng Anh David Lamy và Ngoại trưởng Áo Alexander Skalenberg, ông Bagheri Kani đã bày tỏ quan ngại về hành động của Israel, đồng thời thảo luận những diễn biến mới nhất trong khu vực. Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Anh, ông Kani cáo buộc những hành động của Israel là nguyên nhân gây ra bất ổn trong khu vực. Về phần mình, Ngoại trưởng Lamy cho rằng vụ ám sát ông Haniye là bước thụt lùi trong nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza. Ông kêu gọi Iran tự kiềm chế, đồng thời cảnh báo hậu quả thảm khốc sẽ xảy ra nếu các bên liên quan không kiềm chế. Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Áo, ông Kani lấy làm tiếc vì sự im lặng của một số quốc gia châu Âu trước những hành động của Israel khiến căng thẳng và bất ổn gia tăng trong khu vực. Trong khi đó, Ngoại trưởng Scalenberg bày tỏ quan ngại tình hình khu vực đang trở nên trầm trọng hơn, đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và nhấn mạnh sự cần thiết phải huy động mọi nỗ lực ngoại giao để giảm căng thẳng. Trong ngày 7 tháng 8, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo OIC đã họp khẩn tại Ả Rập Xê Út theo đề nghị của Iran để thảo luận về vụ thủ lĩnh Haniyeh bị ám sát. Cách đây ít hôm, người phát ngôn Bộ Tư pháp Iran Asghar Kia cho biết nước này đã mở cuộc điều tra về vụ ám sát ông Haniye ở Tehran, nhưng đến nay vẫn chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện. Hãng thông tấn bán chính thức Fars dẫn phát biểu của ông Asghar Jahangir tại cuộc họp báo hàng tuần ở thủ đô Iran giải thích chi tiết về các biện pháp mà Bộ Máy Tư pháp Iran thực hiện liên quan đến vụ việc. Ông Jahangir nêu rõ theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị tư pháp các lực lượng vũ trang Iran, Ahmad Reza Pokhakan, lệnh mở cuộc điều tra đã được đệ trình ngay sau khi vụ việc xảy ra. Danh sách do hãng tin DIFA thuộc sự quản lý của các lực lượng vũ trang Iran mới đây đăng tải đã cho thấy các mục tiêu tấn công tiềm năng ở Israel do Iran vừa công bố, bao gồm các căn cứ quân sự và trụ sở làm việc của chính phủ, cũng như Bộ Quốc phòng Israel ở Tel Aviv, Tòa nhà Quốc hội Reset ở Jerusalem và tám căn cứ không quân trên khắp đất nước tên các địa điểm thuộc cơ sở hạ tầng dân sự trên khắp Israel như sân bay, mỏ khí đốt và nhà máy điện cũng được liệt kê. Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ nhận định quân đội Iran có thể có hoặc không cố gắng tấn công bất kỳ mục tiêu nào trong danh sách trên. Theo ISVK, việc Iran công khai tên các mục tiêu trên khắp Israel có khả năng nhằm khiến lực lượng phòng vệ Israel IDF phân tán các khí tài phòng không, phòng thủ tên lửa cũng như nhân lực trên diện rộng. Động thái do đó sẽ làm tăng khả năng Iran thực hiện thành công chiến dịch tập kích trả đũa Tel Aviv vì các vụ hạ sát thủ lĩnh Hezbollah Fuad Sok ở Beirut, Liban và thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran hồi tuần trước. Trong tình hình căng thẳng đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gần đây đã triệu tập cuộc họp với các quan chức quốc phòng nước này, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Galan, Tham mưu trưởng quân đội Herji Halevi, người đứng đầu cơ quan tình báo Mossad David Bania và người đứng đầu cơ quan an ninh Ronen Bar, tại cuộc họp giới chức israel đã thảo luận một loạt phương án liên quan đến iran theo đó israel sẽ cân nhắc tấn công phủ đầu nhằm gian đe iran các quan chức an ninh nhấn mạnh động thái như vậy sẽ chỉ được phép nếu israel nhận được thông tin tình báo rõ ràng xác nhận tehran và các lực lượng ủy nhiệm chuẩn bị tấn công nhằm vào israel lực lượng phòng vệ israel gồm ba nhánh chính lục quân không quân và hải quân người đứng đầu idf là tổng tham mưu trưởng theo các nguồn tin mở quân số thường trực lực lượng phòng vệ Israel khoảng 176.500 binh sĩ. Israel cũng sở hữu một trong những tổ hợp công nghiệp quốc phòng lớn nhất, đa dạng nhất và có lợi nhuận cao nhất trên thế giới. Nước này sản xuất một loạt máy bay nội địa và máy bay chuyển đổi, máy bay không người lái, tên lửa, radar, hệ thống tác chiến điện tử và thậm chí cả vệ tinh. Về lục quân, lục quân được xem là xương sống của IDF, bao gồm các quân đoàn, bộ binh, thiết giáp và pháo binh với khoảng 126.000 quân nhân tại ngũ và khoảng 400.000 quân dự bị. Về không quân Israel, IAF, lực lượng này có khoảng 34.000 binh sĩ thường trực, cùng với 55.000 quân dự bị, tổng cộng có 684 máy bay đang được sử dụng. Về hải quân Israel, lực lượng bao gồm khoảng 9.500 binh sĩ thường trực và 10.000 người dự bị. Ngoài ra, các loại vũ khí chủ yếu trong nước do Israel tự chế tạo, bao gồm hệ thống phòng không gòm sắt, tên lửa Arrow và loạt tên lửa có khả năng hạt nhân Jericho. Các loại vũ khí nhỏ sản xuất trong nước như súng lục Desert Eagle, súng máy hạng nhẹ Negev, và súng tiểu liên Uzi và xe tăng Merkava. Trong đó, vòm sát là hệ thống phòng không nổi tiếng nhất. Đây là một hệ thống tầm ngắn đã đánh chặn hàng nghìn tên lửa và máy bay không người lái UAV do Hamas và Hezbollah, hai nhóm vũ trang có liên kết với Iran, bắn trong vài năm qua. Theo nhà sản xuất Rafael Defense System, vòm sắt có tỷ lệ thành công 90%. Iran còn sở hữu kho vũ khí ấn tượng, gồm 1.300 xe tăng Merkava và còn có một lượng lớn xe bọc thép, pháo binh và máy bay không người lái có vũ trang và không vũ trang. Ngoài ra, Israel còn có một độ tàu ngầm và máy bay chiến đấu tiên tiến, bao gồm máy bay F-35 hiện đại. Đồng thời, với sự hỗ trợ tài chính từ Mỹ, Israel đã có thể mua các hệ thống vũ khí mới nhất và tốt nhất, trở thành một trong những quốc gia đầu tiên nhận được máy bay chiến đấu Lockheed Martin F-35 mà Israel đã cải biến rất nhiều để trang bị hệ thống điện tử hàng không nội địa và có khả năng thả tên lửa và bom do Israel sản xuất. Ngoài ra, Israel là một quốc gia được cho là có vũ khí hạt nhân. SIPRI ước tính Israel sở hữu tới 80 vũ khí hạt nhân có thể phóng từ máy bay và tên lửa. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Điểm nóng thế giới trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.